Vậy là một năm học nữa lại ùa về trong cái nắng hanh nhẹ của những ngày đầu thu. Cũng giống như bao học sinh trên khắp mọi miền đất nước, những em học sinh không may bị khiếm thính cũng đang hân hoan bước vào mùa tựu trường với nhiều niềm vui, niềm hy vọng. Và niềm vui ấy sẽ được nhân đôi, thậm chí là nhân lên rất nhiều lần khi các em học sinh khiếm thính được đón nhận một món quà vô cùng có ý nghĩa mà hãng điện cực Oktai Cochlear, hãng máy trợ thính Belton và công ty trợ thính Cát Tường dành tặng. Đó là được sở hữu công nghệ kết nối không dây hoàn hảo, giúp cho việc nghe và cảm nhận âm thanh dễ dàng và rõ ràng hơn. Không chỉ có thế, cũng trong mùa tựu trường năm nay, công ty trợ thính Cát Tường còn dành tặng nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt cho các em học sinh khiếm thính, như giảm 100 triệu dành cho những bệnh nhân là học sinh cấy mới có hoàn cảnh khó khăn, áp dụng cho 30 gia đình Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, có mong muốn cấy Oktai điện tử có độ tin cậy cao nhất trên thế giới. Bên cạnh đó, trợ thính Cát Tường cũng dành tặng chương trình Here Now được nghe từ hôm nay, hướng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn về vấn đề tài chính, sẽ được hỗ trợ đặc biệt về phương thức thanh toán trả chậm chi phí cấy ghép bộ điện cực Oktai Cochlear. Điều này cho phép trẻ khiếm thính bẩm sinh hoặc người điếc nặng đến điếc sâu có cơ hội được tiếp cận thiết bị điện cực Oktai đang tin cậy nhất trên thế giới Cochlear mà không bị trì hoãn bởi lý do khó khăn về tài chính. Ngoài ra, chương trình dành tặng mini mic hoặc phone clip khi mua một cặp máy trợ thính cũng được trợ thính Cát Tường áp dụng cho các em học sinh trong mùa tựu trường năm nay và nhiều chương trình khác nữa. Chương trình ưu đãi này sẽ áp dụng từ mùng 1 tháng 9 năm 2016 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2016. Nhờ sự quan tâm, chia sẻ này mà rất nhiều những học sinh khiếm thính có thể đến trường, có thể nghe và cảm nhận được âm thanh, một thứ âm thanh mà có lẽ với các em là rất xa lạ. Đón nhận niềm vui này, cả học sinh và phụ huynh của các em đều không giấu được niềm vui. Trước đây thì con có sử dụng cái mini mic không dây thì, của cái thế hệ mà cho điện cực, nhưng mà chưa có cái kết nối cho cái tai trợ thính bên này. Thì bây giờ có, khi mà mở kết nối ra ấy, thì con nghe được rất là tốt. Và buổi tối thì thường là bao giờ con cũng không muốn nghe trợ thính, mà con rút cái tai trợ thính ra, con bảo là mẹ đi sấy cho con. Nhưng mà khi mà con đeo cái trợ thính này vào ấy thì con không cho tháo tai nữa, mà con bảo là con nghe được bằng hai tai mẹ ạ. Không chỉ có học sinh và phụ huynh cảm nhận được những âm thanh ngọt ngào của cuộc sống như thiết bị hiện đại của hãng trợ thính Cochlear và trợ thính Cát Tường mang lại, mà niềm vui đó còn được các giáo viên khiếm thính đón nhận như một điều kỳ diệu. Khi mình được đeo thử cái thiết bị của Pantone này, cái điều đầu tiên mà mình cảm nhận đó là cái âm thanh rất là trong, độ lỏng rất là tốt. Với một người lành mà mình đã cảm nhận một cái sự thay đổi khác hẳn so với lại một số cái thiết bị khác, thì mình nghĩ rằng đối với trẻ khiếm thính ấy, cái thiết bị này còn quan trọng và tối ưu, có cái giá trị quan trọng tối ưu với các cháu hơn rất là nhiều. Ví dụ như là trong một giờ dạy thì cái độ ồn ở trong lớp rất là nhiều, và khoảng cách giữa cô giáo và với trẻ thì trẻ sẽ không thể nào mà thu nhận được hết tất cả những cái âm thanh lời nói của giáo viên đến với trẻ. Nhưng mà nếu mà được trợ giúp cái thiết bị này thì mình nghĩ là trẻ sẽ cảm nhận được hết, lắng nghe được hết, và từ đó thì nó sẽ nâng cái khả năng ghi nhớ của trẻ lên rất là nhiều. Còn với các chuyên gia thính học, những người đang ngày đêm trăn trở cùng chia sẻ nỗi buồn và nhân rộng niềm vui với các em học sinh khiếm thính, thì đối với họ, việc đưa những công nghệ thiết bị hiện đại giúp cải thiện sức nghe cho bệnh nhân chính là thành tựu nổi bật của y học hiện đại. Tôi nghĩ là đây là một công nghệ rất là tuyệt vời. Đấy là khoa học ngày càng tiến bộ thì càng trợ giúp cho những người trợ thính càng ngày càng nhiều, và đặc biệt là cái công nghệ này là cực kỳ mới. Và ngày hôm nay thì là chúng tôi thực sự là cái giới chuyên môn ấy, chúng tôi đánh giá rất cao cái buổi hội thảo ngày hôm nay, bởi vì nó giúp cho chúng tôi, kể cả những nhà chuyên môn lẫn bệnh nhân, những người là thực sự mà cần những cái công nghệ này, hiểu biết thêm. Nếu người ta chỉ nghe nói bình thường thôi, người ta nghe giới thiệu bình thường thì có thể người ta sẽ không hiểu hết. Nhưng ngày hôm nay là được giới chuyên môn, các vị chuyên gia này, các bạn của hãng này, rồi cả những cái bệnh nhân mà người ta có cơ hội, người ta đã đeo thử cái này, thì quả tình là tất cả mọi người đều phải nghĩ rằng ôi sao nó tuyệt vời như vậy, và nó trợ giúp cho rất nhiều, nhất là trong khi mà các bạn mà điếc rất sâu, điếc rất nặng, cả hai tai mới có điều kiện để
cấy điện cực ốc tai một bên thôi, thì cái thiết bị này thực sự là rất là quý giá và rất là giá trị. Được biết đến là đơn vị tiên phong tại Việt Nam cung cấp các giải pháp thính học hiện đại, và đặc biệt là máy trợ thính, điện cực ốc tai, máy đo thính lực. Công ty trợ thính Cát Tường được thành lập từ năm 1997 với mục tiêu mang lại âm thanh đến với các bệnh nhân, giúp họ có được cuộc sống trọn vẹn hơn, nghe rõ để tận hưởng. Với sứ mệnh cao cả đó, 20 năm qua, trợ thính Cát Tường đã nỗ lực chuyển giao rất nhiều những công nghệ hiện đại về Việt Nam nhằm giúp cho bệnh nhân nghe kém được nghe tốt hơn, hòa nhập với cuộc sống hàng ngày. Trang thiết bị chẩn đoán sức nghe liên tục được đổi mới để giúp cho công tác tư vấn cho bệnh nhân được thực hiện chính xác nhất, chỉ định các giải pháp thính học phù hợp với môi trường giao tiếp, học tập, làm việc và điều kiện tài chính của mỗi người. Công ty của chúng tôi là công ty máy trợ thính và thiết bị thính học Cát Tường. Chúng tôi thành lập từ năm 1997. Nghĩa là mình là những người đi đầu trong lĩnh vực này. Thế cho nên là mình nghiên cứu các cái hãng gọi là thiết bị thính học của những hãng lớn thế giới. Thì mình tiếp cận những hãng đấy. Thì hiện nay thì mình vẫn là nhà phân phối của cái hãng lớn đấy. Cho nên là thiết bị của người ta rất là chuẩn. Thế thứ hai là những cái hãng về máy trợ thính. Máy trợ thính là toàn những hãng đứng đầu thế giới. Hiện nay là mình phân phối một số hãng như là hãng Siemens, hãng của Đức, hãng Honak của Thụy Sĩ, rồi hãng Oticon của Đan Mạch. Nghĩa là những cái hãng này là luôn luôn đứng cái top đầu của thế giới. Đây là về thì máy trợ thính. Còn về điện cực ốc tai thì tụi mình cũng tiếp cận được cái hãng gọi là hãng Cochlear. Hãng này là cũng đứng đầu thế giới. Cái thị phần của họ là như thế là chiếm 75% trên thị trường thế giới. Nói chung là toàn những hãng rất là mạnh. 20 năm hoạt động, trợ thính Cát Tường đã giúp cho nhiều trẻ em bị nghe kém bẩm sinh nghe được âm thanh cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Không chỉ có thế, trợ thính Cát Tường tự hào với đội ngũ bác sĩ, kỹ sư và kỹ thuật viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán, tư vấn và hiệu chỉnh máy trợ thính, có trình độ chuyên môn cao, cập nhật và triển khai công nghệ mới, sản phẩm mới, mang lại hiệu quả điều trị cao cho bệnh nhân của mình. 20 năm một chặng đường khá dài là dấu mốc quan trọng cho những nỗ lực và thành tựu mà trợ thính Cát Tường đã làm được vì những bệnh nhân khiếm thính. Xin chúc cho những điều tuyệt vời đó sẽ luôn ở bên mỗi chúng ta. Xin chúc sinh nhật 20 năm tuổi luôn tràn ngập niềm vui, tràn ngập hạnh phúc. Và xin chúc cho trợ thính Cát Tường luôn là ngôi nhà mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho các bệnh nhân khiếm thính.